chùa Kiều An đây trụ trì từ năm 75. Trong quá trình mà điều hành các sinh hoạt của Phật giáo thì có những nguyện vọng của Phật tử được thờ linh cốt tại chùa. Trong thời gian mà thờ cúng này, các thầy lo cúng lễ cầu nguyện và những ai có duyên thì nhận và đưa vào trong chỗ thờ linh cốt và không nhận bất cứ một chi phí nào. Đó là tự nguyện của người tín tâm. Còn đây, qua quá trình bao nhiêu năm, cho nên cái chỗ thờ linh cốt nó bị hư hại rất nhiều. Sức hư rồi dơ giá đủ chuyện hết, cho nên thầy mới quyết định cho sửa chữa lại để mà cho nó được trang nghiêm tốt đẹp, tinh thần cốt tâm linh của mọi người đến chùa. Do đó mà trong quá trình mà sửa chữa xây dựng, bưng tới bưng lui, quét dọn tạo chùa có khi phải rửa, cho nên có những cái linh cốt nó bị rớt hình ra. Có những linh cốt không có hình, nhưng mà trong thời gian mà gần đây thì bao nhiêu người đến để mà xem và họ thấy được linh cốt, có người ta lại đổi ý xin thỉnh về và họ đang đi. Và trong quá trình mà bốc mộ thì cũng được người qua bốc mộ theo cái chủ trương của thành phố, của quận, của phường để tạo những ngôi mộ trong khu dân cư. Cho nên chùa chấp hành và những người mà có ngôi mộ họ làm giấy xác nhận là thân nhân của mình trong ở đây sẽ được xin được bốc mộ. Do đó mình chùa đã tiến hành và sau đó cho họ ưu tiên đặt vào những cốt ở chùa. Và có người lại đem đi thờ nơi khác, có người lại đem đi những nghĩa trang công viên để họ an táng trở lại. Đó là nguyện vọng rất chính đáng của những người con, người cháu trong gia đình. Mà trong quá trình mà sửa chữa lại dựng lại đó, có những cái sai sót rất là lớn như là rớt hình. Còn tất cả hữu cốt đều duy trì giữ lại tên nhà cốt, không có đem đi đâu hết. Cho nên thầy rất là quan tâm, như hôm nay đó xây sửa lại xong rồi. Rồi gần đây nhất là ngày hôm qua, ngày rằm Du Lan, thì ở đây chùa sau khi cúng lễ Du Lan xong rồi cũng có lễ cầu siêu cho tất cả dân linh được thờ tại đây để được siêu thoát. Cũng là trong kinh Du Lan, kinh Bảo Hiếu đã dạy với những người Phật tử rất là nhiều để thành tâm cầu nguyện. Cho nên Phật tử ở chùa rất là quan hỷ điều này. Thì trong quá trình đó bị rơi rớt đó, thì thấy rằng đây là trách nhiệm trụ trì thì rất là chịu trách nhiệm và xin là mọi người có thể có cái gì đó hoàn hỷ để mà thầy cố gắng hết sức mình trong thời gian ngắn nhất để mà sửa chữa xây dựng lại cho ổn định trang nghiêm trước thêm nguyện vọng của những người mà đang thành cốt. Và đây cũng là cái tâm nguyện của thầy để độ những đông cốt và độ những người mà tính tâm đến đây để mà nói lên cái điều gọi là hiếu thành của mình đối với những cha mẹ. Từ tháng 3 trong mùa Covid đầu năm nay, trong lúc đó thì ít có người đến, cho nên thầy mới thôi bây giờ cơ hội để sửa chữa. Và Phật tử rất là quan hỷ, họ bỏ ra mọi điều chi phí và họ đem người thợ tới để làm những điều đó. Và họ, tức thân họ đến, có khi họ bưng lên lúc đang làm. Đấy, bao nhiêu người tấm lòng mà làm đó, cho nên nó mới xảy ra những điều này. Đấy. Và trong thời gian mà đang làm, thì ngay bây giờ thì mọi người đều đến tự nhiên. Rồi có những người đến rồi, thấy vậy rồi, họ rất là hoan hỷ. Và bây giờ đây, họ xem lại rồi mất cái hình, nhưng mà họ nói không sao, được thờ ở đây là họ hoan hỷ rồi. Các Phật tử rất là hoan hỷ, rất là tính tâm. Chỉ có một số gia đình họ ít có đến lắm, nhưng mà dịp này họ mới đến, mới thấy được như vậy, họ mới có cái bức xúc về điều đó. Cho nên thầy nói xin các vị đó bình
thường tâm này, giờ thầy sẽ khắc phục và sẽ cam kết để mà làm cho thật trang nghiêm nơi thờ cúng, đã minh chứng cho các vị qua đời sống. Đó là điểm quan trọng. Trong một đời người, cái mà chúng ta bị thất bại nhất, cái mà chúng ta đánh mất tính tâm của mình, cái mà chúng ta không còn có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, đó là vì chúng ta không xác định được điểm quan trọng. Điểm quan trọng không phải là vị trí chúng ta đang đứng. Điểm quan trọng là hướng chúng ta đang đi. Vì mỗi khắc, mỗi giây, khi tâm các vị thay đổi, cảnh giới thay đổi theo. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài đã cho chúng ta một cái nhìn rất sáng thông qua cư trần lạc đạo. Chúng ta thấy ý niệm của Ngài rất rõ ràng. Thân ngồi thành thị, nết dụng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh. Ngài là một vị vua, cũng là một thiền sư. Thưa các vị, đối với giáo nghĩa của Phật Đà, có muôn vàn pháp môn dành cho tương ứng các căn cơ từ thấp đến cao. Nhưng khi mà rút lại để chúng ta sống đúng với tinh thần giác ngộ và giải thoát của Phật, có bao giờ các vị tự ngẫm lại, chúng ta có quá nhiều kiến thức, nhưng những kiến thức đó hoàn toàn chúng ta không hề sử dụng được. Và chỉ cần chúng ta sử dụng một chút thôi, tinh thần sống thật, sống giản dị, cũng giống như Hòa Thượng Ấn Quang, Ngài dạy cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương. Điều này để chúng ta so sánh và nhìn lại, thấy lời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi chia sẻ các vị thân ngồi thành thị, tánh dụng sơn lâm, tức là trong sự bận rộn, trong sự rối rắm của công việc vì mưu sinh và vì những mục đích khác, chúng ta đã đánh mất đi hạnh phúc hiện tại. Tuy Ngài ở trên ngôi vua, Ngài phải bận trăm công nghìn việc hơn chúng ta rất nhiều lần, nhưng Ngài xác định một điều: đa sự mà vô sự, đa sự mà vô sự, tức là bản thân của Ngài đã chịu trách nhiệm trước bản thân mình và trách nhiệm đối với tất cả con dân của Ngài. Ngài đã thể hiện nếu sống cao đẹp, thân ngồi thành thị, nết dụng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh. Nãy giờ các vị đang lắng nghe, các vị có nhiều sự suy ngẫm, các vị cảm giác được có những sự phấn khởi, có những lúc nhàm chán, có những lúc các vị rất tự tin, có những lúc các vị chối bỏ tất cả. Vậy thì điều gì đã đưa chúng ta đến sự bế tắc? Nguyên nhân đó là tác nhân bên ngoài hay là bản thân của mình? Điều mà Đức Phật cũng như Chư Tổ Đức chúng ta khẳng định, hạnh phúc hay khổ đau do chính chúng ta làm chủ. Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi Ngài còn trẻ, lúc đó Ngài chưa đăng ngôi, Ngài đã từng học với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, cũng là chú ruột của mình. Ngài tâm đắc một điều, điều này mà làm cho Ngài thay đổi cả cuộc đời và trở thành một vị Phật Hoàng sáng chói
và đáng kính trọng cho đến ngày hôm nay. Ngài chỉ ngộ một câu: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tức là hãy quay lại nhìn lại chính mình, nhìn lại nhiệm vụ mình đang làm, không cần nhìn đến những đối tượng khác. Không ai có thể thay đổi vận mệnh ngoài bản thân của mình. Và Ngài đã cho các vị một minh chứng hào hùng. Khi đăng ngôi năm 21 tuổi, 4 năm sau, Ngài phải đối đầu với quân Nguyên Mông, là quân Mông Cổ đã chiếm toàn cõi Trung Nguyên, tức là đánh đâu thắng đó. Khi đến Đại Việt thì lúc đó bản thân của Ngài cảm giác rất là bối rối, và cũng đã tìm mọi phương pháp hạ quyết tâm để bảo vệ non sông. Ngài đã đem tinh thần gia đình tăng bảo để kết hợp tất cả mọi tâm hồn trong cõi Việt. Ngài kêu gọi tất cả mọi người hãy đứng lên để bảo vệ đất nước của mình bằng tinh thần giác ngộ của Phật. Tinh thần giác ngộ này là gì? Là ngăn trừ cái ác, ngăn trừ cái sự ngoại xâm của ngoại bang. Ngài mạnh dạn cầm gươm khắc lên trên tay dòng chữ là vì tổ quốc quyết tử. Và tất cả từ quan chí dân đều khắc dòng chữ này để bảo vệ, dùng tâm huyết, dùng máu của mình để chứng minh. Và điều này chúng ta phải ngẫm lại. Vì tại sao lúc đó Ngài là một thiền sư, Ngài là một vị vua, Ngài tuy chưa xuất gia nhưng mà Ngài là một Phật tử. Ngài hiểu được tinh thần từ bi, bác ái, giống như lời Đức Phật dạy là không bao giờ làm tổn thương hữu tình, đó mới được gọi là từ bi. Vậy thì khi Ngài cầm thanh gươm và tất cả mọi người để hướng ra tiền tuyến bảo vệ đất nước, lúc đó tâm Ngài như thế nào? Ngài có đầy đủ lòng từ bi của người con Phật hay không? Điều này để cho chúng ta thấy được cái sự đột phá, một cái điểm mà Ngài đã cho chúng ta một cái nhìn sáng, tức là Ngài hiểu được tinh thần từ bi của Phật nhưng mà không hiểu một cách cục bộ. Ngài nhớ lại lời của ông nội của mình, tức là Trần Thái Tông. Đó là lần chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Sau khi chiến thắng xong, Ngài hỏi ông nội của mình việc làm của ông nội cầm gươm để giữ nước, trong đó ông nội phải tắm máu của quân thù, giết không biết bao nhiêu triệu người, vậy điều đó có tổn hại đến lòng từ bi hay không? Thì lúc đó vua Trần Thái Tông đã cho Ngài một cái nhìn sáng. Ngài nói rằng Phật dạy những điều ác chưa sinh thì đừng cho nó phát sinh, những điều ác đã sinh thì không cho nó tăng trưởng, những điều thiện chưa sinh thì phải làm cho nó phát sinh, những điều thiện đã sinh thì phải cho tăng trưởng. Điều này Phật tổ cho chúng ta một cái nhìn, đó là những cái gì ác thì chúng ta phải loại bỏ ngay, giặc đem đến cái ác cho chúng ta, đem đến sự khổ đau cho chúng ta phải trả, phải đẩy ra khỏi tâm, đẩy ra khỏi thân, đẩy ra khỏi nước của mình, thì đó mới được gọi là tinh thần sáng, tinh thần giác ngộ, đó mới được gọi là từ bi đối với bản thân mà đối với tất cả mọi người. Một điểm đó cho chúng ta một cái nhìn gì? Một cái nhìn về Phật giáo không phải là một giáo lý chết, mà là một giáo lý sống. Một giáo lý này dành cho người sống, một giáo lý này để xây dựng và để
cho ra đời những Đức Phật thật, không phải cho ra đời những Đức Phật ảo. Ngài chứng minh thêm cho chúng ta. Chứng minh thêm điểm gì? Chứng minh thêm là sau khi Ngài chiến thắng quân Miên Mông lần thứ nhất, Ngài đã quay lên núi Yên Tử tu tập. Tuy là lúc đó chưa có rốt ráo, sau 4 năm sau bắt đầu Nguyên Mông kéo tới, Ngài cởi áo cà sa khoác chiến bào tiếp tục đuổi giặc. Nhưng cái tinh thần từ bi của Ngài rất đặc biệt. Khi Ngài chém tướng Hoàng Thao thì lúc đó Ngài cởi cái lông bào của mình ra để bọc đầu của tướng. Ngài khóc. Tuy là biết được đó là những người ác, phải lẫy cái ác đi, nhưng Ngài biết rằng yếu tố nhân quả, yếu tố nhân quả trong tâm của Ngài, Ngài cảm thấy một sự bi thống. Vậy thì điểm mà chúng tôi chia sẻ các vị, chúng tôi không nêu cao cái thiện, mà chúng tôi cũng không có nêu cao một chính nghĩa, mà chúng tôi nói là trái tim của Phật. Ngài chống lại tất cả cái ác để sinh trưởng cái thiện. Và chính cái khẩu dụ của Ngài, sau khi đất nước giành lại độc lập, Ngài đã tha bổng tất cả mọi người phản quốc, đốt sạch tất cả những chương tấu mà gây thông gian bán quốc, thể hiện một tinh thần nhân đạo, thể hiện một tinh thần từ bi triệt để. Và Ngài đã từ ngôi vua, tức là năm 41 tuổi, truyền lại cho con là Trần Anh Thông. Sau đó lên núi Yên Tử tu tập rốt ráo. Tu tập rốt ráo 12 hành đầu đà của một vị tăng hành khất. Ngài sống một cuộc đời như là người bình thường và hơn cả tầm thường, tức là cơm rau đỡ giả đói, nhà cỏ che gió sương, làm túp liều nhỏ trên đỉnh núi Yên Tử và tu hành. Vừa là Ngài sám hối cái nghiệp chướng sát của mình, và vừa là Ngài trưởng dưỡng đạo tâm. Ngài làm sáng tinh thần sống đạo là sống đẹp, sống trong sạch và sống đúng lẽ phải. Ngài đã đem tinh thần thập thiện vào nhân gian, đi khắp cùng mọi ngõ hẻm để dạy cho người sống có nhân có nghĩa và sống đúng tinh thần giác ngộ từ bi của Phật. Điều đó đã để lại cho những người học trò của Ngài, đó là Ngài Pháp Loa, Ngài Quyền Quang. Để là một câu để thể hiện lòng tôn trọng của mình đối với người thầy cả tính của mình. Hữu thời trực thượng cua phong đỉnh, trường khiếu nhất thanh hàng thái hư. Tức là có lúc lên được đỉnh núi cao thì hét một cái tiếng rang vền cái đất trời, tức là Ngài đã lên tới đỉnh, nhìn xuống mọi việc, và Ngài làm đúng với tinh thần lương tâm của một người tu. Ngài đã đem đến sự vị tha, tinh thần đoàn kết, một lòng một ý, đã thể hiện qua biết bao nhiêu văn chương mà các vị đã được quý thầy chia sẻ mấy ngày nay, rất nhiều và rất nhiều nữa. Điều này để Thượng Tọa Minh Thọ sẽ cho các vị thấy rõ điểm mà đỉnh cao của Ngài. Giờ đây xin mời Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý vị, qua sự trình bày của Đại Đức Minh Khương đã dạch ra cho chúng ta thấy được chân giá trị của một vị vua Phật mà Việt Nam chúng ta có quyền tự hào mình là con dân nước Việt, trong cái nghĩa đồng bào cố hữu từ nghìn xưa thời Tiên Long nước Âu Lạc. Chúng tôi ban nãy có giới thiệu sơ đôi nét về cái danh xưng Phật Hoàng. Chúng ta trở lại một tí về sử liệu có nêu một số nét như thế này. Từ khi Thái Thượng Hoàng
là Trần Thái Tông cho đến Thượng Hoàng là vua tiếp theo là Trần Thánh Tông đều có xuất xứ. Cái danh xưng, cái tên của các ngài được đặt ra dựa trên cái quan điểm là người làm ngư dân sống gần biển. Ở trong đó, đến khi mà Trần Nhân Tông ra đời, ngài có cái tên Trần Khâm. Trần Khâm có nghĩa của dòng dõi vua chúa, cũng có nghĩa là đỉnh cao non Yên Tử sánh tài, sánh bằng cái non Yên Tử. Và từ đó, cái danh xưng đó, cái tên tuổi đó, nó gắn liền với đại diện dân tộc Việt, sáng tỏa khắp muôn phương, chiếu diệu. Cũng giống như khi mà ngài được sinh ra đời có cái màu sáng gọi là hoàng kim. Cái từ hoàng kim, cái màu sáng, màu vàng đó, vàng kim đó, ở trong thân của ngài sáng tỏ ra. Do vậy thì cái chữ hoàng là màu vàng. Và khi ngài lớn lên từng ngày được ông nội là Trần Thái Tông, được vua cha là Trần Thánh Tông dạy dỗ rồi thọ pháp với người chú của mình là Trần Tông, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ, thiền sư cũng là quốc sư đương triều. Do vậy khi đắc pháp được với người chú mình, và chính sự đắc pháp vượt ngoài cái khả năng của mọi người, ngài giác ngộ triệt để cái cơ thiền của mái tạo. Và từ cái sự giác ngộ đó, sáng tỏ đó, ngài thấy được lẽ chân lý đó, cái từ Phật Hoàng theo đó mà lớn lên. Vậy là Phật là một trong 10 danh hiệu mà chúng ta thường đem tụng kinh sám hối mỗi tháng đó. Chúng ta có tụng, quý Phật tử, vị nào ở trong này nhớ lại 10 danh hiệu, đưa tay lên. Hả? Có ai không ạ? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Dạy, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đúng không? À, vậy thì Điều Ngự Giác Hoàng, Điều Ngự cũng là một trong 10 danh hiệu. Giác Hoàng là hiệu riêng của vua Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông, Tôn hay là Tông, cái âm miền Bắc và cái âm miền Nam có trại ngữ chỗ này, xong cái chữ viết thì chữ Tông đúng nghĩa là chữ Tông. Như là từ nghĩa của Điều Ngự Giác Hoàng chúng ta hiểu một chút xíu, cho đến cái tên của ngài là Trần Khâm chúng ta cũng hiểu. Xong cái công năng tu hành của một vị thiên tử bước lên ngôi đẳng giác, diệu giác cho đến vô thượng giác, thì trong cái chỗ đẳng giác, duyên giác, độc giác, ở chỗ này Bích Chi Phật đồng nghĩa với nhau, còn vô thượng giác là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy là độc giác Phật cũng là Phật, Phật Hoàng cũng là Phật. Phân định cái chỗ này chúng ta thấy rõ một vị tu hành nó có cái khả năng lĩnh hội được từng bậc, từng thang bậc. Như vậy chúng ta hiểu cái nghĩa Phật Hoàng rồi chứ gì. Tiếp đến chúng tôi muốn nói, thời kỳ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu ở bên Ấn Độ, tự thân ngài giác ngộ, ngài tự lực tu 6 năm nơi rừng già hoang vắng. Dù rằng trước đó ngài đến gặp các vị tiên nhân và cùng tu tập, khi mà ngài tu tập cái tự lực á, thì không cầu cảnh, không mong cầu tha lực. Cho nên dù rằng ở ngôi vị của một vị vương tử xuất gia và mang cái hạnh nguyện của một tối hậu thân Bồ Tát để tìm tu giải thoát cứu độ muôn loài, xong cái âm hưởng của chúng sinh ngàn đời nó vẫn còn. Có lúc thái tử ở trong rừng vắng một mình tu như vậy, thì thái tử sợ cái cảnh về đêm đó. Ở đây có ai mà không biết cái từ ma không thưa quý vị? Hầu như là ở Việt Nam mình nhỏ nhỏ đã nghe rồi, từ ông ba bị cho đến ma kìa, quỷ kìa, nhát trẻ con, và người lớn hầu như cũng bị nhát. Và như vậy thì thái tử Tất Đạt Đa cũng không là ngoại lệ. Ngài mới đến hỏi các vị đồng tu rằng làm thế nào để vượt qua sự sợ hãi đó,
Thì các vị đồng tu mới nói, ngài nên quán ngày như là đêm vậy đó, nó mới tránh đi được cái nỗi sợ hãi kia. Thái tử trở về quán, thực tế không cách gì quán nổi, vì chân lý đêm vẫn là đêm và ngày vẫn là ngày, không thể trộn lẫn chỗ này. Và sợ, tất nhiên vẫn sợ. Chỉ có tự thắng mình, tự làm chủ chính mình và nỗ lực vượt lên. Ngay khi giác ngộ được cái điều này, thái tử mới thấy, à đúng rồi, không ai khác hơn là bản thân mình tỏ ngộ được chính mình. Và điều này ở trong cái cơ thiền mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông cùng thái tử ngày xưa nắm chính cái chữ thủ đắc mà tổ sư thiền đã đề khởi như thế này: vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở quý. Vô sở quý có nghĩa là vô sở sợ. Vô sở đắc, chúng ta không có chỗ nào để gọi là thủ xã, chỗ nào để được thủ đắc được mất, không cầu được nên không sợ mất, nên gọi là vô sở đắc. Vô sở cầu thì cũng thế, chúng ta không có cái tâm cầu vọng thành Phật, cho nên bất vì cầu chư thiên đó, phước báo tinh văn duyên giác nãi chí quyền thừa, đại khái trong cái câu mà chúng ta hàng đêm nguyện như vậy. Vượt qua chỗ này, thái tử và Phật Hoàng đi đến một điểm chung, tự thân giác ngộ được cái lẽ vô thượng đó. Và ở trên cái đỉnh điểm của đỉnh non thiên nơi yên tử, giờ phút này mà chúng ta đến cái cảnh giới đó, quý vị thấy nó rùng rợn, nó vắng lặng. Dù rằng rất có đông người, rất nhiều người đang ở đó, nhưng mà buổi tối sắp tối xuống rồi, chúng ta hình dung lại cách đây 8 thế kỷ, hơn 8 thế kỷ, ngài lên ẩn cư trên núi tu hành, nó buồn có, sợ có, mà ngài đã vượt qua điều này để đạt đến vô thượng bồ đề, gọi là cái sự giác ngộ tột cùng. Rõ ràng ở một cái đức thâm tính nơi tự thân, hiểu Phật pháp của tự thân và tỏ ngộ được đạo màu của tự thân, cái chỗ bất cầu tha đắc là không cầu cạnh bên ngoài, tự mình chứng ngộ lấy cái lẽ thật, chân lý thật, quy luật của sự thật rõ ràng như vậy. Và chính điều này ngài đã vượt trên cái thường tình mà mọi người đang cần cầu, đang hướng đến. Đức Phật ngày xưa đã tu đạt đến cảnh giới đó, tổ cũng đạt đến cảnh giới đó. Chính chữ vàng, chính chữ tâm quyết mà chúng ta cần phải hiểu của cái thiền tổ Trúc Lâm cũng từ chỗ này: vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở quý. Quý Phật tử, nếu mỗi người đều tâm niệm điều này trong tự thân, quý vị ngồi thiền ban ngày ban đêm, đi đứng nằm ngồi, bất kỳ giờ khác nào, quý vị cũng tự vượt qua tất cả những điều này. Kể cả ngay khi chúng ta không còn sống trên đời này nữa, chúng ta đối diện với sanh tử, chúng ta cần chính chữ này để vượt qua sanh tử. Vì cái cầu sanh tử, bến bờ sanh tử không ai ngoài tự thân chúng ta, không ai có thể giúp được chúng ta, kể cả Phật hiện tiền, Phật cũng dạy chúng ta chừng đó mà thôi. Đừng mong cầu, đừng hướng ngoài, hãy tự thân. Rõ ràng lâu nay ai tu, mỗi vị đều niệm Phật, mỗi vị đều tham thiền, mỗi vị đều tự tu chứ. Mỗi mình thì mình thở, mỗi người người thở, mình ăn thì mình no, người khác ăn mà bảo rằng no cho mình, điều này không thể có. Như vậy Phật tử hôm nay hiểu được một chuyện rất đơn giản, và đơn giản hơn hết là mỗi ngày chúng ta nhìn vào gương hạnh ở đây. Người sống thì đang ngồi trước quý vị hòa thượng trụ trì, và thiền tổ sơ tổ Trúc Lâm, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một vị vua căn dân chăm họ, một vị Phật của Việt Nam đang vì tất cả muôn loài, độ tất cả muôn loài, hiện hiện nơi đây. Chúng ta có đủ bằng chứng, chúng ta có đủ niềm tin và khẳng định tự thân mỗi người chúng ta tu như Phật